Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Và nếu thấy chia sẻ này có hữu ích thì cho mình một cái like, nhớ nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn và thương nhớ Sài Gòn nha. Vâng, thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay là 2 tây tháng 6 tại Bắc Cali, nhưng mà ở Việt Nam đã là 3 tây rồi, bây giờ thì 9-10 giờ sáng rồi. Hôm qua quý vị có một đêm rất là mãn nhãn coi cháu Hồ Văn Cường và Danh Ca Ngọc Sơn tại huyện đảo Lý Sơn đó các bạn. Wow, mình cũng đã có coi một vài clip video, tuy rằng hình ảnh không có rõ ràng gì mấy, nhưng mà bù đắp lại là tình thương yêu của tất cả mọi người, của khán giả ở mọi miền đất nước cũng như ở hải ngoại thương yêu và dõi theo bước chân của cháu Vân Hồ Văn Cường ở khắp đó đây. Phải nói thật sự là cháu một ngày càng thấy càng đẹp trai, tiến bộ hơn, ca mượt mà hơn ngày xưa rất nhiều, phải không các quý vị? Vâng, rất là mừng cho cháu là đi tới đâu là có màu xanh đọt chuối ở đó, và tình thương yêu lan tỏa khắp mọi nơi. Chưa có một ca sĩ nào đi hát mà có FC đông như vậy mà không ngại đường xá xa xôi, bay từ thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở Hà Nội, ở bất cứ chỗ nào đó, rồi tới sân bay Chu Lai hả, rồi xong xuôi đón xe ra tới Bến Tàu, rồi đi Bến Tàu vô tới huyện đảo Lý Sơn để xem cháu trình diễn. Thật sự mệt nhọc nhưng tôi vẫn thấy nụ cười ở đâu đó trên tất cả mọi người, và đi đến đâu mọi người cũng tham quan thắng cảnh, rồi có nhiều người cũng, thật ra là nhiều người lắm, lần đầu tiên đến huyện đảo Lý Sơn, một nơi mà hữu tình trong đất nước Việt Nam chúng ta mà tôi cũng chưa từng ghé đến. Nếu có dịp về Việt Nam sẽ ghé đến đó. Vâng, thấy cháu Hồ Văn Cường rất là vui. Phải nói rằng là khi cháu bước lên sân khấu thì FC xanh đọt chuối ngồi ở đằng trước vỗ tay y xèo và mấy quạt quạt cái mấy cái cây mà chớp quý vị. Mình thấy giống như là cái ngày chảy hội vui trong lòng rồi đấy. Không biết nói gì hơn nữa, có nghĩa là chỉ chúc mừng cho cháu đạt được những thành tựu thành công trên con đường sự nghiệp ca hát của cháu, và cũng phải cảm ơn Danh Ca Ngọc Sơn đã dìu dắt cháu, cũng như không quên ơn của Bầu Thị người đã giúp cháu rất nhiều, không quý vị ha. Vâng, thì có nghe cháu hát một nhạc phẩm mà nhạc phẩm này mình cũng có nghe qua rồi, dĩ nhiên cũng rất thích nhưng chưa bao giờ dám ca. Thì hôm qua thấy trên một cái livestream của một bạn thấy cháu hát bài này cho nên về hát liền và cũng muốn chia sẻ đến tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, đây là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trúc Phương, Nửa Đêm Ngoài Phố. Bây giờ chúng ta cùng chia sẻ nha. Có người mãi đi tìm
mà tiếng bước buồn thêm. Tiếc thay quay cổng thôi, phố đã vắng cửa rồi. Biến răng trắng xuyên thừa, đời người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa. Ngày buồn say lê thê, có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về. Làm rét mướt qua sóng lên vào hồn, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương góp nhặt tâm tình này. Gửi sắp đến cố nhân mua nụ cười, và dính ghi kỷ niệm buồn đêm. Bây giờ nhạc phẩm nào của cháu Hồ Văn Cường hát là mình copy hết. Nửa đêm lặng quá tim, giữa đường phố pha đèn, có người mãi đi tìm, một người không hẹn đến mà tin bước buồn thêm. Tiếc thay quay cổng thôi, phố đã vắng từ rồi. Biết rằng trắng duyên thừa, để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa. Ngày buồn say lê thê, có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về. Làm rét mướt qua sông len vào hồn, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì góp nhặt tâm tình này. Gửi đến dâm cố nhân mua nụ cười, và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi. Gửi dâm đến cố nhân mua nụ cười, và xin ghi buồn đêm thôi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với Ca Lẻ vẫn là tôi. Ca Lẻ. Vâng, thật ra thì mình với lại cháu Hồ Văn Cường cũng có bà con đại bác bắn mới tới lận á. Bên kia ca sĩ, tôi thì Ca Lẻ, cũng có chữ ca mà quý vị không? Miễn có chữ ca là được rồi. Ca hay thì không bằng hay hát không quý vị? Vâng, thì những nhạc phẩm nào mà cháu Hồ Văn Cường hát thì giống như là, tại vì mình cũng thích bolero, nhạc trữ tình, cho nên những nhạc phẩm của cháu chạm đến trái tim người Nga và cũng chạm đến trái tim của mình. Cho nên hôm qua mới vừa sáng nay chứ, hôm qua thì cháu trình diễn tại huyện đảo Lý Sơn cũng có hát bài này. Mình thấy nghe mình thấy thích quá, thích luôn. Nói về đi làm về là phải lên sóng liền, và bây giờ lên sóng liền quý vị. Vâng, biết rằng là ca không hay đàn cũng dở, nhưng mà có còn hơn không quý vị ha. Vâng.
Vâng, mình vui thôi. Vâng, vui cùng tất cả quý vị và FC Xanh Đọt Chuối cũng như khán giả yêu thương Chảo Hồ Văn Cường. Xin chào và hẹn tất cả lại trong một karaoke, một cái clip lần sau. Xin bye bye.